cuộc sống phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cùng chính tâm này, cùng chính tâm này, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Sống đi vào cuộc sống phiền não điệp chung, phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cũng chính tâm này, cũng chính tâm này. Thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Bồ đề đích thị trần gian, đồng không ngoài tình cám vàng không ai. Bồ đề đích thị trần gian, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Kính
chào đại chúng và kính mời cùng niệm Phật. Nam mô Sakya Muni Buddha. Nam mô Sakya Muni Buddha. Nam mô Sakya Muni Buddha. À, kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp phần chỉ ông chủ. Today we are going to continue with our lessons on how to recognize the owner. À, khi nói chỉ ông chủ có nghĩa là chúng ta sẽ học cách thực hành để ông chủ hiện tiền. So when we learn about the owner, we learn how to practice so that the owner will manifest in us. Thật ra ông chủ chưa bao giờ vắng mặt. Nhưng khi chúng ta lầm thì chúng ta sẽ không có nhận ra ông chủ và không thể sống với ông chủ. So actually the owner is always present. He is never absent. But if we don't learn, we do not recognize our owner, then we cannot live with our owner. Mỗi một vị thiền sư khai thị sẽ chỉ cho chúng ta một cách dụng công để ông chủ của chúng ta hiện tiền. So our master, each one has his own method. Who will teach us? Each teacher will teach us how to make our owner manifest, how to invite our owner to be present with us. Trong thời gian này, chúng ta có hai nguyên tắc để ông chủ hiện tiền. So now we have two principles in order to help invite them, the owner to manifest. Người tu giỏi thì đi thẳng, thấy sắc là sáng được tâm mình. The advanced practitioners will go the direct way, that is to brighten our mind and recognize the owner immediately. Thí dụ, giờ này chúng ta nhìn thẳng lên tượng Phật ở trong chánh điện, thì vừa nhìn thấy tượng Phật, chúng ta nhận được chân tâm của mình cũng là tri kiến Phật, cũng là ông chủ đang có mặt. So just like for us right now, when we look at the statue of the Buddha, we immediately recognize the true mind, the Dhammakaya. It is our owner which is present within us at this moment. Còn những vị tu còn cái đạo lực còn yếu, chưa có trực chỉ mà nhận được ông chủ thì sẽ có phương tiện. So for those who are beginners, beginning practitioners, we are not able to recognize our owner yet. There is a method to help us to recognize and to see our owner. Phương pháp đó chính là ly tướng thì sẽ ngộ tánh. And that method is liên tướng. Ly tướng, ly có nghĩa là lìa tướng, tiếp xúc với hình tướng nhưng mà chúng ta không có trụ, không có chạy theo hình tướng, gọi là ly tướng. So the first method is staying away from form. So we are not attached to the form in order to find our owner. Đó, ngay tướng mà chúng ta không chạy theo, không trụ ở trên hình tướng thì ngay cái tiếp xúc đó chúng ta nhận được ông chủ của mình đang có mặt.
So when we come in contact with form and we are not attached to it, then at that moment we can recognize that our owner is present in us. Đại chúng quay lại xét thấy trình độ của mình để mà chọn một cách dùng công hiệu quả. Let us turn back inward and examine ourselves so that we can apply the correct method in order to practice successfully. Khi nói thấy sắc mà sáng tâm cũng có nghĩa là nghe âm thanh cũng điền vào như thế nào? Nghe âm thanh cũng sáng tâm. Vân vân. Giống như học sinh ngữ vậy. Chúng ta biết điền vào thì trình độ chúng ta sẽ có một kiến thức rộng hơn. So we are talking about coming in contact with form. It is the same thing with when you come in contact with the sound. So it is just like filling the blank. And if we know as a student, if you know how to fill in that blank, then we can really learn with a good result. Vậy thì chúng tôi xin cùng hướng dẫn quý vị. Khi thay vào kiến sắc, nghe tiếng, chúng ta có thể thay thế mấy trường hợp? Xin trả lời. So when we are not attached to the form or the sound, then there are a few situations. So if you know about these situations, please speak up. Chúng tôi sẽ không bắt buộc quý vị trả lời. Nhất là mình chưa có trình độ đủ, nhưng hãy suy nghĩ về điều đó. Và khi mình trả lời được trên văn tự thì liệu mình có làm được trong 6 trường hợp hay không? Mình lại cũng phải thật thà để biết rằng trên văn tự có khi mình chưa nhảy qua, mà bây giờ có thể nương văn tự để có đáp án tốt, thì mình có thực hành tốt chưa? Phải rất thật thà để mà nuôi dưỡng cái đạo lực này. So I am not forcing you to come up with an answer, but I encourage you to think and to come up with the explanations, the discussion on these methods. Now, if we are not really very conversant, then let's try to find the words in order to express ourselves, in order to show, in order to make a point of our power of practice. So the power of practice is not really up to par, we're not really quite advanced. We can speak up, but we can also at the same time think about these opinions in order to help make us practice more successfully. Giờ thọ trai là cái giờ mà có thể dụng công trùm khắp trong giờ thọ trai. Cho nên tại sao không phải vì quy luật của nhà chùa khó khăn đâu, mà bằng lòng từ bi, chư tổ có một quy định ăn, đừng có tán tâm, đừng có tạp thoại. Vì giờ đó là giờ nhận được của báo nhà mình trọn vẹn nhất. So when we are at our meal time, lunchtime, meal time, it is not a clear rule that we should not talk during this time, but it is a time when we are not supposed to let our mind wander, but we concentrate. It is a time for us to use in order to ponder upon certain principles
certain ways in order to improve our wisdom. So it is not the time for us to let our mind scatter, for the talking is discouraged. We want to concentrate on our mind in order to come up with some solutions to improve our practice. À, chúng tôi xin mời quý vị trong cái chúng ta ôn lại bài cũ một chút. Nhiều tên gọi của ông chủ. Xin xem bản tiếng Anh vào trang mấy. Let us review a past, a lesson in the past. We are going to learn the many names, many synonyms of owner. Thì đại chúng, trong bản tiếng Việt, quý vị có bổn phận tìm bản tiếng Anh nha. Trong bản tiếng Việt thì khi nói ông chủ chính là chỉ cái thể hằng giác, có nghĩa là luôn luôn giác ngộ. Và cái thể này chưa bao giờ sanh diệt, trang 193 tiếng Việt. So when we talk about the owner, we want to talk about something which is, well, which has never been born and has never deceased, never died away, never passed. It is always present. And in the Vietnamese, it is page 193. Thưa cô, cuối trang 71. And English, page 71, the last paragraph. Page 71. Yes. Khi mà nói ông chủ chính là đang nói đến cái thể tánh giác ngộ luôn luôn có mặt, chưa bao giờ sinh, mới sinh ra và cũng chưa bao giờ bị hoại diệt. Và với cái đặc tính đó gọi là trí tuệ Phật. Ông chủ chính là trí tuệ Phật của mỗi người. So when we talk about our owner, we are referring to the quality of the Buddha wisdom, which is ever awakening. It is unborn, it is imperishable, it is always there. It is our Buddha knowledge, which all of us have inherently within us. Vì là trí tuệ Phật, cho nên hôm nay trời lạnh, chúng ta cũng cảm thấy, cũng có một cái cảm giác là đang lạnh. Và khi trời nóng, chúng ta cũng có rõ ràng một cảm giác đang nóng. Nhưng chưa bao giờ nói rằng tôi thích lạnh, tôi ghét nóng, hay là tôi thích nóng chứ tôi ghét lạnh. Cái thương ghét lựa chọn đó chính là cái ý thức phân biệt của phàm phu, không phải trí tuệ Phật. So with the Buddha wisdom, we all know, we all have a feeling when the weather is cold, we have a feeling of coldness. When it is hot, we have a feeling of heat. But with the Buddha wisdom, we know it is a part of it is heat, part of it is cold. But we do not say, I like the heat, I dislike the cold, or I like the cold, I dislike the heat. That discrimination is the mind, the quality of a regular person, not the wisdom, the knowledge of a Buddha. Với trí tuệ Phật, khi được nghe phê bình, mình nghe rõ ràng ý kiến của người đối diện. Khen, mình cũng nghe mà không khởi tâm mừng. Chê, mình cũng nghe mà không khởi tâm giận. Thì đó chính là trí tuệ Phật. Đó chính là sống với ông chủ, rõ ràng, thường biết. So with Buddha knowledge, when you hear criticism, we do not get upset. When we hear praises,
we are not overjoyed. So when we are not involved with these feelings of discrimination, calm and tranquil, that is the true Buddha knowledge. And that is the fact that we learn to live with our owner. Qua sáu căn, ông chủ thể hiện thấy biết thường hằng qua sáu căn, cho nên gọi là tri kiến Phật. Through the six senses, we know all the objects of the senses, but we keep our mind pure. This is the true quality of Buddha knowledge. À, trong ngày hôm nay chúng tôi ôm hai đặc tính của ông chủ như thế để chúng ta thực hành. Nếu chúng ta tập sống với ông chủ thì mình thấy, nghe, hiểu biết, không xen vào lựa chọn. Vì lựa chọn để vui, buồn, thương, ghét, đó là cách sống của phàm phu. So today we are learning the qualities of the Buddha knowledge, and we need to apply this quality to the objects of senses, but we do not become involved with it, and we do not judge people, judge objects with feelings of love or hate. So we avoid the discrimination of love, hate, or jealousy, or praise, criticism, etc. Because the discrimination of such type is the quality of an ordinary person, not the quality of Buddha wisdom. Hôm nay xin bắt đầu học bài mới. So today we're going to now begin to learn a new lesson. Khánh Trơn đọc. The illustration of the drool is also often used in Zen tradition. A Zen master asked Venerable Thadgo, Matsu's disciple, "There is a drool in the palm of Bodhisattva Diyatang, Sitigarbha. What does it signify?" The old master asked, "Do you have a drool in your hand?" The Zen master replied, "I don't know." Immediately, the master composed the following gatha: "Don't you know you have a treasure at home? Why waste your time running after the externals? It is just like trying to run away from your own shadow, or the man is frightened when not seeing his head in the mirror after putting it face down." Thank you. Ở trong nhà thiền, các thiền sư thường nói đến của báo, tức là của báo nhà mình chính là đang chỉ cho ông chủ, đang chỉ cho tri kiến Phật của mỗi chúng sanh. In Zen tradition, Zen masters often talk about our treasure. What is this treasure? It is the Buddha knowledge which is ever present within us. Và tri kiến Phật cũng chỉ cho pháp thân của tất cả chúng sanh. Yes, and the Buddha knowledge also signifies the Dhammakaya, the Dhamma body of each individual, each sentient being. Khi có vị thiền sư đến hỏi Hòa Thượng Thạch Cựu, vốn là đệ tử của Mã Tổ. When there was a Zen master who came to see Venerable Shichyu, who is a master
Matthew's disciple. À, thiền sư hỏi, trong tay của Bồ Tát Địa Tạng có hạt minh châu, đó là ý nghĩa gì? The question is, in your hand there is a jewel. It is a wish fulfilling jewel. What does that mean? What does it signify? Thì ngài liền hỏi lại, trong tay ông có hạt châu không? He asked back, in your hand is there a jewel? À, quý vị nghe phải hiểu được người hỏi và người trả lời. Người đến hỏi, thiền sư đến hỏi, rồi hỏi ai? Hỏi hòa thượng. À, thì hòa thượng mới hỏi lại, trong tay của ông có hạt minh châu không? So now let us look again at the one who asked the question and the one who gave the answer. The one who asked the question was a Zen master, and he asked, "There is a jewel in your hand. What is the meaning of this jewel? What does it signify?" And the old master, the venerable, asked back to the questioner, "Do you have a jewel in your hand?" Thì vị thiền sư liền thưa, con không biết. The Zen master then answered, I don't know. À, thưa đại chúng, cái câu chuyện này mình nghe mình hơi có hiểu. Tại vì thật ra là thiền sư thì phải là người đi khai thị cho người. À, nhưng ở đây vị thiền sư lại không biết, để thưa hỏi và nhờ hòa thượng khai thị. Thành ra nhìn nó có vẻ hơi ngược, nhưng chúng ta phải hiểu rằng hòa thượng đây chính là một vị đại tổ sư. Còn nói chữ thiền sư này là lúc còn đi học đạo, chứ chưa phải là khi thành tựu. Đó, cái vị trí là như vậy. So there is an awkward element in this story. Towards the Zen master who asked the venerable. And the Zen master was supposed to be one who already knew the answer. And yet he asked the venerable. And the venerable asked back, question, do you have the jewel in your hand? Actually, this venerable was a grand master in the Zen tradition. With this knowledge, he was truly a high level master. À, hòa thượng liền nói kệ để trả lời là kho báu của nhà mình không biết. Cái viên ngọc báu của mình á, của nhà mình, có nghĩa là của mình, chẳng biết. So the venerable came up with a gatha and he said that we have a treasure in our home, and yet we don't know. Rồi theo người, tùy tha là theo người, nhưng cũng có nghĩa là theo cảnh, để chỉ nhận ngoài trần. Chữ tha này mình hiểu là theo bên ngoài, thì là theo người hoặc theo cảnh mà nhận ngoài trần. So why do we run after the external, either in a person or in an object? Why do we waste our time running after an external object? Thì cũng ví như cái trạng thái này, cái người không biết ông chủ không nhận được tri kiến Phật của mình trong câu thơ thứ nhất. Thì người đó khi gặp người, gặp cảnh, sẽ chạy theo bên ngoài mà nhận ngoại trần để trụ, để phân biệt và để tạo nghiệp, rồi để khổ đau. Bốn trạng thái sẽ liên tục xảy ra. Trụ là dính mắc, rồi phân biệt, rồi tạo nghiệp, rồi khổ đau.
So, if we do not know that we have a treasure at home, and we attach to an external object, be it a person or an object, that we go through, then it is just like running around and attached to the externals, and we will go through four stages. First, we attach to the object. Secondly, we discriminate the object. And next, we create karma. And the last stage, the fourth stage, is we go through suffering and stress. Thì cái người này giống như một người giữa buổi trưa mà chạy trốn ánh nắng. Giữa trưa có trốn nắng được không? Không, nắng lúc nào nó cũng soi rọi mình nếu mình chạy ra ngoài. Mà đòi trốn nắng thì không thể trốn được. Và nhất là trốn cái bóng của mình. Xin lỗi, trốn cái bóng của mình. Khi có nắng thì cái bóng mình rọ xuống, mình chạy trốn, không bao giờ trốn được. So this is just like a man who tries to avoid, to run away from his shadow. If this person goes out under the sun shines upon him, creating a shadow. Can he run away from his shadow? No, it is not possible to run away from his shadow under the sun. Và khi trốn nắng như vậy thì càng chạy trốn thì cái bóng nó như thế nào? Nó rượt theo mình. À, nó sẽ rượt theo mình, cái bóng của mình nó sẽ rượt theo mình. Và mình rất là sợ hãi. So if we try to run away from our shadow while we are under the sun, does it work? No. Then the shadow will always runs after us. And this person who runs away from his shadow can never get away from the shadow and is always afraid, is scared, in the state of afraid, being scared. Như người soi gương và khi úp gương xuống thấy mất cái đầu la lên. Nhưng mà thật ra tại sao không còn thấy cái đầu mình ở trước mặt nữa? Là vì cái gương đã úp xuống rồi. Thì sẽ không thấy cái đầu mình nữa. Chứ cái đầu mình có mất không? Không mất. This is also just like a person who can see his head in the mirror. And if he puts the mirror face down, he will not see his head. And he would be so scared, so afraid, thinking that he has lost his head. But in reality, does he lose his head? No. He only loses the image in the mirror, but in reality, his head is still there. He has not lost his head. Hôm nay, được nghe cái thí dụ này vài lần rồi. Chúng tôi xin đặt câu hỏi thông minh của riêng phần đại chúng. Mất đầu để chỉ cho chuyện gì? So today we are going to think, because we have heard of these stories numerous times. Let's think about what it, does the head here mean? What does it signify? What does it demonstrate? Và khi soi gương, thấy cái đầu trong gương để chỉ cho chuyện gì? And when we look in the mirror, what does the head in the mirror signify? What does it demonstrate? What does it mean? À, mỗi người xin trả lời một câu thôi nha, để dành cho người khác kế tiếp. Mô Phật kính bạch thầy, câu hỏi Please đầu tiên. Please answer with one concise sentence. Mô Phật kính bạch thầy, cái câu hỏi đầu tiên của thầy là tại vì người đó đã quên mất cái tâm chân thật của mình và chạy theo ngoạn cảnh bên ngoài. Dạ mô Phật. English. The first question Master asked is mean that a person forgot their true nature, their Buddha nature, and follow the external objects outside and lost themselves. Mời vị kế tiếp.
À, tôi sẽ kêu con lại lần nữa để giải thích rõ hơn. Thôi con ta, con giải thích rõ hơn luôn để khỏi tưởng tượng trở lại câu nói của con. Dạ, mô Phật kính bạch thầy. Con nói English rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ giải thích. Dạ, mô Phật kính bạch thầy. Giống như là cái câu đầu tiên con nói là người đó quên cái tâm chân thật. Giống như hiện bây giờ con đang ngồi đây. Thì cái tánh biết, cái tự tánh rõ biết của con nó đang trùng khắp. Dù con có muốn nghe hay không muốn nghe thì cái tiếng nói của thầy vẫn đang hiện hữu ở đây. Và cái biết của con cũng đang rõ ràng ở đây nghe. Nghe rõ biết tất cả, nhưng trong tâm vẫn hoàn toàn bặc niệm, không có một sanh một cái tâm niệm khởi nào hết, mà vẫn đang biết rõ ràng nhưng vẫn không quên mình. Tự tánh đang giác sáng để rõ biết cái lời nói của thầy, nhưng mà không có hoàn toàn chạy theo để mà mất cái gì đang rõ biết đây. Dạ, mô Phật. English. That means that just like right now, I'm sitting here and my Buddha nature is manifest. With or without Master's voice, I still ever awakening. I still inherent that Buddha nature. So with or without the noise, I still hear it. And now Master talk, I am listening, but at the same time, I am not losing myself. I still stay with my Buddha nature. Don't follow her voice. But of course, I know exactly what she's talking about, but I don't lose myself. Mời vị khác. Dạ, cái đầu ở trong trong này là để vị cho cái ấm chủ của mình, tức là Phật tánh chân tâm của mình. Cái đầu nào mới được không? Dạ, cái đầu của cái ấm đó. À, dạ. Còn cái đầu mà ở trong gương á, cái đầu mà ở mà nó được chiếu soi. Dạ, cái bóng. Dạ, cái bóng mà chiếu soi ở trong gương. Cái đó là để chỉ dù cho ngoài cảnh. English. The real head, the real head of that actor, diễn giả đạt đá. Tiếng Anh là cái gì ta? actor là diễn giả con. Tiếng Anh là thôi con cứ dùng tiếng Việt đi. Diễn giả đạt đá. His name is diễn giả đạt đá. I don't know how to speak in English for his name, but the actor, the real head of the actor symbolized for the Buddha nature of each person, and the head image in the mirror, when he see it, signify for the external object. As far as I know. Mới 50% nha con. Rồi, mời ở trong Zoom có Khánh Nguyện, Khánh Như đang giơ tay xin mời. Rồi sau đó là Từ Hoa Khai. Mời Khánh Như. Mô Phật kính bạch thầy, khi mà cái người mà soi gương á, thấy cái bóng là thật, cho nên để gương xuống là nó mất, thì tưởng đâu là mình mất cái đầu, nhưng mà cái bóng là cái vọng tưởng, không phải là cái chân thật của mình, nhưng mà cái người soi gương ta thấy vọng tưởng là thật. Khi mà mắc vọng tưởng á, thì ta mới hết hồn, ta nói là ta không có cái tâm nữa. Thì con nghĩ vậy đó. Chính vì lầm như vậy cho nên khi ngồi thiền yên, thật là yên, mình lại tưởng là mình mất rồi. Chứ không biết trong cái yên đó, ông chủ của mình, tri kiến Phật của mình cũng đang trọn vẹn nhất, hiện tiền trọn vẹn nhất. So when we sit in meditation,
It is very quiet, everything is tranquil, tranquil environment and tranquil mind. This is the time when our owner is fully manifested, completely manifested. It is a time when it is easier for us to recognize our true nature, our owner. Và trước khi đi qua cái đoạn này, chúng tôi cũng nhắc hai đặc tính mình phải cẩn thận nuôi dưỡng khi trở về với ông chủ. Chính là tĩnh lặng, lặng nhưng mà phải tĩnh, tĩnh sáng. Chứ không phải lặng, cái tĩnh lặng của yên lặng, không phải, mà phải sáng, chiếu soi. Hai đặc tính này phải đồng thời. So we must remember two characteristics of the owner. One is tranquility. Tranquility here doesn't mean the quietness, but tranquility here must come with clarity of mind. So these two qualities must be present simultaneously. Clarity. Bốn câu thơ này để nhắc nhở chúng ta rằng tuy chúng ta đi cầu đạo nhưng thật ra mình đã có sẵn chưa? Mình đã có sẵn. Nhưng vì nhiều kiếp mê lầm cho nên chúng ta tưởng mình không có đạo và mình phải học để được nhận một cái đạo nào khác để ban cho mình. Chứ không biết là mình có sẵn. So, through many lifetimes, we live in illusions, and these illusions of many lifetimes interfere with us, causing us to lose the quality that is already ever present within us, which is the true nature, which is the Buddha knowledge, and it is always present in us, it is inherent in us. It is there for us, but due to illusions of many lifetimes, we are misled. Khi đến thiền viện, tuy cũng hướng dẫn chúng ta tu, nhưng mà tu để chúng ta nhận lại cái sẵn có của mình. So when we come to a Zen meditation center, the main purpose is to come in order to receive the help so that we can recognize what we already have within us. We already have it within us. Now we must know how to pull it out, how to recognize it, and to know that it is there. Thiền phái Trúc Lâm thường nhắc nhở đối cảnh vô tâm. Có nghĩa là mình vẫn tiếp xúc với cảnh trần, nhưng mà mình vô tâm, mình không khởi niệm, mình không lựa chọn. So according to the Trúc Lâm tradition, Trúc Lâm meditation tradition, we must learn that we come into contact with objects, but we keep our mind tranquil, no mind. Contact with object, but no mind. The mind is not with choices. So we have no choices, no discrimination when we come in contact with objects. Chúng tôi xin hỏi một câu thông minh. Nếu sáu trần hay làm chúng ta loạn động, để rồi có khi nó là lục tặc. Nó sẽ làm rối loạn cái tâm thanh tịnh của mình. Tại sao không cho mình đừng tiếp xúc cảnh để mình an ổn? Tại sao nhà thiền không dạy như vậy mà lại dạy cứ đối cảnh? So if we all have six senses. And the six senses can be the six
wonderful things to help us, but at the same time, they can be the six evils. In our tradition, we learn how to contact with the objects. Why don't we not come in contact with objects in order to avoid them, the six senses becoming the six evils? But why does the Zen master, the Zen tradition here teach us to keep into contact with objects, not to avoid the contact with objects, with senses? Why? Mô Phật, thưa Thầy, con nghĩ con có hai cái câu trả lời cho cái đó. Cái thứ nhất, nguyên nhân đó là nếu mà không có thấy cảnh đó, thì mình sẽ không có biết tâm mình. Phải có tiếp xúc với cảnh thì từ đó mình mới biết được cái tâm mình như thế nào thì mới có gọi là tu được. Cái thứ hai nữa đó là phải qua cái căn của mình, đó là cái diệu dụng của cái pháp thân. Thì cái diệu dụng đó mới được thấy được cái tâm của mình để tỏa sáng qua cái diệu dụng đó, là qua cái căn. Cho nên nếu mà mình nghĩ rằng là từ bên ngoài đi vô để như thế này thế kia thì cái đó không phải, mà phải từ cái tâm mình nó tỏa sáng ra qua cái diệu dụng và nó đi đến những cái hành động việc làm của mình qua cái bên ngoài. Nếu mình hiểu được cái đó tức là mình thật sự là mình tu. Nam mô Phật. English, please. Dear Master, I could think the answer would be in two points. Number one, it is only to the outside world that you actually can see your mind, your true mind. You cannot say that it had to be sit alone, true mind alone, no nothing outside, then the true mind can see. Nobody can see the true mind. Only by interact through the outside world that true mind will show. The number two is the sixth sense is actually the presentative, the symbolize or the manifestation of your Dharma body, which is what is the true mind. So without it, you will not be able to show your mind, your true mind present through. So you must have that in order to get your true mind present and apply to the word and get that to the application. So there is nothing to say one way or the other way. It had to be two ways. And through that, you learn from outside to approve your true mind or find your true mind. And the other side, the other ways, from your true mind, it apply into the sixth sense in order to go to the world. And for that, your true mind can get the good application out. Thánh Trương định phát biểu gì không? Mô Phật, thưa Sư Phụ, nếu trong thiền phái Trúc Lâm thì có tinh thần đối cảnh vô tâm, mà nếu như có ý nghĩ mà không muốn đối cảnh thì cái đó là đang đi ngược lại với tinh thần đang có tâm. Thứ hai nữa là như vậy không có cái đặc tính tỉnh. Tỉnh thức đó ha, giác ngộ. English, please. Dear Master, there is a saying, facing things with no mind. If we choose to not face any situations, then you are facing things with a mind, which is going against the quote, facing things with no mind. And that also means that in situations, you are not awakened. Yeah, tạm thời nha, và chúng ta đi tiếp bài học. Chưa kể chúng tôi còn bổ sung một số huynh đệ chủ trương để tu mau tiến, cho rằng để có hiệu quả, mình sẽ trốn cảnh. A few people say that in order to make very quick advancement in our cultivation of this practice, we should stay away from objects. We will stay clear of objects, not coming in contact with objects. Nhưng mà như mấy huynh đệ vừa trả lời, nếu mình trốn cảnh làm sao biết cái tâm mình như thế nào, có an định hay không khi đối cảnh?
để thành tựu trọn vẹn cái đạo lực của mình và thể hiện trọn vẹn chân tâm bất động trước tất cả mọi cảnh duyên. And just like some of you have just mentioned, if we do not come into contact with objects, external objects, how can we judge our mind? How can we see that our mind is tranquil or not tranquil? Tranquil or coming into creating illusions? And if we do not have this quality of knowing the state of our mind, then how can we practice in order to calm our mind, to create tranquility in the mind? À, chúng tôi nhắc một đoạn ngắn của chứng đạo ca, bài ca chứng đạo của Ngài Huyền Giác là... I'd like to mention a short story in the Song of Enlightenment, the Song of Enlightenment. Lặng lặng, tỉnh tỉnh, đúng. Tỉnh tỉnh mà tán loạn, sai. Lặng lặng, vô ký, sai. Đã hôn trầm, vô ký, các thứ. Đã. Vậy thì tóm lại, câu thứ nhất, phải hai đặc tính, tỉnh tỉnh và lặng lặng, đúng. Okay, then the first sentence, there are four, and the first one is tranquil and calm. Tranquil and calm, tranquility and calmness. That is good, that is correct. Có thể là mới có một đặc tính không? Tỉnh tỉnh, cái tỉnh này có nghĩa là tỉnh sáng, chiếu soi đó, mà phải lặng. This tranquility, this means clarity, and it is quiet. Yeah. Và câu thứ hai là lặng lặng, tỉnh tỉnh, đúng. And the next one is being calm and being clear, that's good. Có nghĩa là hai hàng người tu. Có người đi từ trạng thái tỉnh để tu, nhưng mà vẫn đưa tới chỗ tỉnh. Lặng để tu, nhưng mà vẫn đến chỗ tỉnh. Hoặc người sẽ đi trong cảnh động để tu. Cho nên tỉnh, nhưng mà phải lặng. Có hai hạng người tu, một người tu trong cảnh động, một người tu ở trong cảnh tĩnh. Nhưng cả hai đều phải có cùng một kết quả, là gồm hai đặc tính. Vừa tỉnh mà vừa lặng. So there are two ways to come to the result of the cultivation. So first, being active, and the second is being very quiet. Both of these must come to the same result, the end result, the goal, which is calmness and tranquility. Nếu một người tu trong cảnh động, luôn luôn tỉnh, tỉnh tỉnh, nhưng lại tán loạn, thì sai. If the person who uses the active method and he lives in tranquility, but the mind is scattered, that is wrong. Và hạng người thứ hai tu trong cảnh tịnh, cho nên thường lặng, nhưng mà lặng lặng rồi hôn trầm rồi vô ký thì cũng sai. So if the second one practices calmness and he comes to tranquility, but then it leads to sleepiness, grogginess, then it is not right either. It is wrong also. À, tóm lại, hai đặc tính đó là hai trạng thái của chân tâm thanh tịnh
cũng là Phật tánh, cũng là tri kiến Phật của mỗi người. In short, these true qualities, calmness and in clarity, these are the qualities of the true mind, the pure true mind, the Buddha nature, which is inherent in each person. Mời Như Huyền đọc tiếp. Basically, the reverse states that we tend to disregard what we possess and are only concerned with the sense objects. Just like a man with disturbed mind run away from the shadow in the high noon. How we can run away from shadow? Thank you. Đoạn đó mình giải thích luôn rồi. Bây giờ con qua bài mới. Yeah. Quý vị để ý đọc hết thơ thôi, còn phần giải thích thì khỏi đọc. Master trang Master Huang Chuyên from Dung Chia. Yes. Việt Nam Vinh Gia Huyền Giác describe this grace in his Chứng Đạo Ca Song of Enlightenment as follow. You have a money jewel, but you don't know that the Tathagata store can gather everything. The six magic powers seem to be nothing, but not really void. The round bright bone has a form, but it is formless. Yes, thank you. Trong Chứng Đạo Ca, Ngài Huyền Giác, Ngài ở Vĩnh Gia, cho nên cái cách gọi chung giữa tên và nơi ở gọi là Vĩnh Gia Huyền Giác. Tên nói sau, địa điểm nói trước. So in the Songs of Enlightenment, the master said, but here we are talking about his name, Master Xuanzhi from Yangzhi. So Huangzhi is his name, and he's from Yangzhi. The place comes first. Yes. Vĩnh Gia in Vietnamese. Mỗi người, cái câu thơ đầu Ma Ni Châu, nhân bất thức, nghĩa là Ngọc Ma Ni, người chẳng biết. Chúng ta không tự biết rằng mình có viên ngọc đó đang sẵn có. The first sentence says that each one of us owns a money jewel and yet we don't know about it. Và cái viên ngọc châu money này cũng gọi là châu như ý. And this money jewel is actually the also called the wish fulfilling gem. Tại sao như ý? Vì nếu có cái hạt châu này rồi, mình muốn điều gì cũng được toại nguyện. Why is it called wish fulfilling? It is wish fulfilling because once you own it, once you possess it, your wishes will be fulfilled. À, cái tội nguyện đầu tiên mà chúng ta có được là sự an lạc trong bất cứ hoàn cảnh nào. And the first wish we have is to be safe and happy in whatever situation we are in. Như Lai kho ấy thân thâu đắc, có nghĩa là ngay cái kho Như Lai của mình, chính nơi đó mà mình nhận cái hạt gọi là châu mani, châu như ý. So the second line means that we have the Tathagata store. The Tathagata store can hold the money jewel, the fulfilling, wish fulfilling gem. Và chúng ta nhận cái gì? Ở đây chúng ta sẽ nhận
Sáu ban thần dụng có nghĩa là sáu thứ thần thông. Nhiệm màu, nó dường như không mà chẳng phải không. And from this Tathagata store, we have the six magical powers. The six magic powers seem like nothing, but it is really not not void. It is not empty. À, khi sống với chân tâm, chúng ta sẽ luôn luôn an lạc vì mình có sáu thứ thần thông có sẵn và luôn luôn hiện tiền. And if we learn to live with our true mind, with our Buddha knowledge, then we always enjoy happiness because we have six magical powers that are always present within us. Qua mắt chúng ta biết thấy, và khi tu giỏi rồi mình có thể thấy rất xa và với những vật rất nhỏ. With our eyes we can see, and with practice we can see very far away, and we can see tiny tiny things, very very small things. Quý vị có thấy thần thông, thấy những vật rất nhỏ hôm nay không? Ai nhận được, kết hợp được trong đời sống, mình thấy rõ, mình mới tin. Còn không mình nói, ô, trong Phật nói cái gì mình đâu có hiểu đâu, mà mình không dám nghi. Xin mời đại chúng dẫn chứng vật rất nhỏ mà vẫn có thể thấy được. So with our magical power of the eye, we can see very tiny things. So what do we see today? We can see clearly very, very small things. So what are some examples of the very small things that we can see in the lesson today? Mời. Mời. English. Chị nói là chị ngồi cạnh con, chị nói là COVID-19. Mình cũng có, không phải là mình, nhưng mà loài người cũng thể thấy được là các cái scientist họ nhìn qua, nhà các nhà khoa học nhìn qua kính hiển vi thì có thể thấy được rất là nhỏ, rất là nhỏ, cái con COVID-19 đó. English. The human being, the specifically is a scientist. They can see the very tiny that the naked eye cannot see it through the microscope. They can see the COVID-19. So now they print out so everybody can see it. They make it. They can take the picture of the COVID-19. Now we can see the COVID-19. It look like the ball with the thorn, huh? With the thorn. Yes. Rồi tới đây càng văn minh thì chúng ta càng hiểu ở trong kinh có những đoạn nương thần lực của Như Lai để thấy điều này, nương thần lực của một vị Bồ Tát, có khi nương thần lực của Đức Phật. Nhưng câu chuyện vui, cái ông triệu phú mà đối với cái bánh tiêu cúng dường đó, đã nương thần lực của Ngài Mục Kiền Liên để ông có thể từ nhà ông một bước là ông đã tới được tinh xá của Phật. Thì hôm nay chúng tôi cũng nương thần lực, cho nên mới từ Virginia bay về Cali, và có thể chúng ta nương thần lực để đi nhiều nơi nữa nếu mà đủ duyên. Hãng máy bay làm việc, chỗ đó là chỗ không có trở ngại của vấn đề du lịch.
So in many sutras, very special powers are of the bodhisattvas are mentioned. So if we rely on very special powers, then we can accomplish a lot. Just like science today can help us see very, very tiny things. And just like the very special power, thanks to the very, very special power that I just came back from all the way far away, Virginia, and here back in California in order to take care of the teaching today. So this very special power is there. Và chúng ta cũng có một cái thần thông là chúng ta có thể biết được tâm người đối diện. Nhưng hôm nay mình chưa giỏi lắm, mình không biết trọn vẹn, nhưng mà mình biết người đối diện bằng lòng hay không bằng lòng, hoan hỷ hay chống đối, mình biết không? Biết. Thì đó chính là thần thông của mình. So each one of us has our own very special power, magical power. Just like today, even though we are not yet very advanced in our cultivation, we already use this very special magical power so that we know that the person in front of us, the person that we are coming in contact with us, is happy, is he approving of what we are doing, or is he against what we are doing? Is he happy or is he not happy, unhappy with what we're doing? We know this thanks to this very special magical power. À, các bạn nghĩ sao về nửa câu của bài thơ câu thứ ba? Lục ban thần dụng, tức là sáu thứ thần thông nhiệm màu. Sáu ban có nghĩa là sáu thứ thần dụng qua sáu căn. Không, chẳng không, nghĩa là sao? So let us look at the third line of the gatha. The six magic powers seem to be nothing, but not really void. What does it mean? Hôm nay chúng ta hiểu sao? Nó tưởng như dường như không mà nó chẳng phải không. It seems like these powers are nothing, but actually they are not nothing. Mô Phật thưa thầy, con nghĩ là cái thần thông của cái lục cái six magic powers này đi từ căn và thức đó, thì con nghĩ cái đó là mình lúc nào mình cũng có cái thần thông đó hết. Nhưng mà nếu mà mình không biết cái sử dụng nó đó thì nó trở thành là vô ích và không có giá trị. Nhưng mà nếu mình biết có cái sử dụng nó thì nó trở thành thần thông, thì cũng giống như là không mà bất không, có nhưng mà cũng như không, hoặc là ngược lại. Cái đó là con nghĩ như vậy. Thì cần phải có một cái trí tuệ để nhận biết được cái thần thông đó là mình đã có sẵn và mình biết cách sử dụng. Thì mình mới thấy có cái giá trị của nó. Tại vì nó không phải là một cái sắc để mình thấy được theo cái form. Nó không là cái form, không có cái sắc để mình thấy, mà nó chỉ qua những cái sử dụng, áp dụng của nó mà cái thần thông nó mới biểu lộ ra được. Cho nên nếu mà người nào mà chỉ nhìn theo cái sắc á, thì sẽ không bao giờ nhìn thấy được. Đó là con nghĩ như vậy. À, English trước rồi xin đóng góp với Tự Hoàng Khai một chút. Yeah, Mô Phật. Dear Master, I would think that the six magic powers that we have it, but since it is a formless, so if you look in by form, then you cannot see it. Actually, it had to be present through a manifestation, through that form can be seen. But if you don't know how to use it, then that form is not, whether form or no form doesn't matter. So it would not have to, you would not know you have it. So dear Master. Muốn đóng góp với Từ Hoa Khai ở chỗ là Từ Hoa Khai dùng tới chữ thức.
Khi nói tới thần thông là không quá thức. Khi thức có khi nó sẽ kẹt lại. Cái biết này nó không qua thức phân biệt. Mà nếu có là thức thì phải hiểu nó là chân thức. Cái biết bạch tỉnh thức, cái biết của chân tâm. Chứ không khéo á, nó sẽ qua cái thức phân biệt của phàm phu, vừa thấy là chê khen chọn lựa của tình thức. Đã nên nhớ như vậy. Và chúng tôi muốn nhấn mạnh đoạn này để trong buổi học hôm nay mọi huynh đệ đều thật sự nuôi dưỡng đạo lực của mình. Trong cuộc sống nếu cứ phân biệt tiếp xúc, nghe, thấy mà đem theo tình thức của mình theo thì chắc chắn mình sẽ vui buồn và sẽ đau khổ. So here we are talking about the six magical powers, which are the six sense organs, the six senses that we own. And when we talk about these six senses, we have to be very careful about consciousness. Each sense has a consciousness, and we have to be careful because this consciousness may lead us to discrimination. And in order to make these senses really magical powers, we have to avoid to discrimination. If we use the consciousness of these senses to discriminate, to make choices of love and hate, like or dislike, then we can never become a Buddha. We can never overcome the level of an ordinary being. These choices, this discrimination, only leads us to either happy or unhappy, and in the end, it results in suffering. So we have to be very careful to avoid choices, to avoid the consciousness that leads to discrimination and choices. Và câu chó, một điểm viên quang sắc mà chẳng phải sắc. Một điểm viên quang này chính là chỉ cho chân tâm của mình. Cái thấy biết này trùm khắp. So the round brilliant ball, which is a form but it is formless, that is the description of the true mind. And it signifies the knowledge, knowing, which is ever present and it is ubiquitous, it is everywhere. Khi chúng ta nghe chữ tròn sáng, chúng ta đừng nghĩ chữ tròn là hình tròn, mà tròn này có nghĩa là viên mãn trùm khắp, cho nên dùng chữ tròn. Còn chữ sáng này mình cũng đừng nghĩ rằng nó phải sáng như có một cái ánh sáng của đèn, của lửa, mà sáng này chính là cái biết rõ ràng nơi sáu căn. Chúng ta không thấy được cái nhiệm màu của tâm mình. Qua con mắt này mình có thể thấy nó có một cái hào quang từ tâm của mình tiếp xúc với cảnh, nhưng mình lại không trân trọng cái hào quang của cái tâm Phật của mình, mà mình hoài cái hào quang đó nó đen tối hơn bởi chọn lựa thương ghét khổ đau của mình. So when we talk about this ball, it is round, it is bright. Actually, we are not talking about it being a circle, but we are talking about the state of being complete. And when we talk about bright, we are not talking about whether it is light or it is not dark, but it means the true knowing, knowing by using the Buddha knowledge. And when we know with Buddha knowledge, we keep the aura of Buddha nature in order to see things as they truly are. And that is the ability that each one of us have in ourselves. That is the true Buddha nature, Buddha knowledge.
với hai câu cuối của bài thơ. Xin mời mấy huynh đệ cùng kết hợp với ý nghĩa lễ Vu Lan, vì bài học này trong mùa Vu Lan. Chúng ta thấy bà Thanh Đề có sử dụng được cái thần thông diệu dụng này không? Trước khi bà chưa tạo nghiệp phiền não đối với Tam Bảo thì bà là một Phật tử thuần thành, tín tâm. So let us look at the last two lines of the gatha and let us apply the meaning of these two sentences into the spirits of the season of Ulambana. Let us think about Moggallana's mother. Before she became a true disciple of the Buddha, what state of mind was she in? How do we apply the meaning of these two lines together in order to practice what we learn in the season of Ulambana? Mấy cô đệ nhớ, trước khi mà bà tạo nghiệp phiền não bất mãn với chư Tăng, thì bà đã có một phát nguyện lựa từng viên gạo, viên hạt gạo để mà nấu cơm cúng Phật. Và trong khi bà lựa như vậy là bà vừa định tâm để niệm Phật, để tọa thiền. Thì như vậy bà có đang sống bằng thần thông của mình không? So when Moggallana's mother was unhappy with the Buddha's of the Buddhist monks, was she living with her magical powers of the six senses? Later, she chose each grain of rice. She chose each good grain of rice in order to cook and offer to the Buddha and to the monks. Was she using her senses as magical powers of the six senses? Với tâm chân thành, bà đến dâng cái lễ vật rất là đơn sơ này bằng cả một cái tấm lòng thanh tịnh của bà. Nhưng ngày đó hòa thượng trụ trì lại có Phật sự đi vắng. So when she offered very sincerely, with her deepest sincerity, offered the food to the head monk, and the venerable was not there. Và khi đi, hòa thượng bằng cái tâm thanh tịnh, ngài có thần thông để biết rằng hôm nay bà thí chủ đang dâng lên Đức Phật cái tấm lòng thanh tịnh của mình, cho nên hòa thượng gọi là có một đại thí chủ sắp đến lễ Phật và dặn các thầy ở trong chùa phải trang nghiêm đạo tràng sạch sẽ để đón đại thí chủ này. So when the head monk wasn't there, but with his very special power, he knew in advance and he warned his disciples to be prepared to welcome a very special disciple of the Buddha, one who would come and offer the meal to the Buddha with the deepest sincerity. Nhưng vì chưa có kinh nghiệm làm Phật sự, cho nên các vị tăng trẻ trong chùa lại tưởng đại thí chủ sắp đến viếng chùa là một vị quan lớn hay là một vị phu nhân quyền lực ở trong địa phương. Cho nên khi thấy bà hàng xóm, Phật tử hàng xóm trân trọng mang cái tô gạo để dâng cúng, thì quý thầy cũng thỉnh chuông cho bà lại và đã chia sẻ với bà rằng bà dạo quanh vườn đi chơi để chừa cái chánh điện trang nghiêm này, sắp có đại thí chủ đến lễ Phật.
So when she came to the temple, the attending monks being new monks, being not quite advanced in their practice, they were expecting people of high power with riches to come to offer, because when the head monk warned them that there was a great disciple who would be coming, then they expected a person with high power, high position, and with a lot of wealth. So when they saw this lady, very simple, poor-looking lady, bringing a bowl of rice, they said, welcome. They rang the bell and they said, welcome. So please make the offer and go outside, strolling outside, so that we can be ready to welcome a great disciple of the Buddha to come and pray to the Buddha, offer to the Buddha. Thế là bà Thanh Đề đã khởi lên một tâm sân si tột cùng. Lúc đó thưa đại chúng, bà có nghe không? Và bà nghe bằng tâm thanh tịnh hay tâm phàm phu? Sân si. At that moment, Moggallana's mother suddenly became very angry. Now, was she listening to the monks with a true Buddha mind, or was she listening with the mind of an ordinary person, a mind with anger, with resentment? Bị cảnh lôi cuốn, bà sân si và thề rằng sẽ không có kính trọng chư tăng nữa vì phân biệt đối với người quyền lực đại thí chủ và với bà coi như là một người nghèo ở trong xóm. Cho nên bà thề bà sẽ không có kính tin Tam Bảo nữa, từ cái sân đối với chư tăng mới tu để bà đưa lên một cái tội cao hơn là thề không có kính tin Tam Bảo. And so, being attached to external feelings, being upset with the monks, she became extremely angered, and she vowed never to respect the monks again, never to respect the three jewels again. So with this state of mind, state of torment, with anger and resentment, she made a very serious vow of being not respectful ever to the religion, to the monks and to the monks. Và với cái tâm sân si như thế, đời sống của bà là những nghiệp xấu ác, cho nên khi chết đi bà đã sinh vào kiếp ngạ quỷ là một trong ba đường ác. And so with these very negative feelings, she when dying, when coming upon death, she was reborn in the hungry ghost realm. It was one of the three evil paths. Rồi khi người con hiếu thảo Mục Kiền Liên đến thăm bà ở cảnh giới ngạ quỷ, thấy mẹ đói khát, ngài đã vô cùng đau khổ và trở lại thế gian khất thực và đem bình bát được cúng dường của chính mình dâng cơm lên mẹ. So when Moggallana, who was devotedly devoted son to his mother, with his special power, he saw his mother in the hungry ghost realm. So he came back to the human realm and very suffering, with very severe suffering, he offered the meal
to his mother. He collected the arm and offered to his mother. Khi nhìn thấy bát cơm từ cái người con hiếu thảo dâng tặng cho mẹ mình, thì đầu tiên bà nhìn bằng tâm nào? Có bằng tâm thanh thịnh không? Giai đoạn đầu, moment đầu tiên cũng bằng chân tâm thanh thịnh, nhưng bà không giữ được chân tâm thanh thịnh này, bà tiến qua cái tâm phàm phu tham sân si, cho nên bà liền lấy tay che bát cơm và để không cho những chúng sanh cùng đang chịu tội ở cảnh ngạ quỷ như bà, bà không chia sẻ. So when the filially devoted son Moggallana offered a bowl of rice to his mother, did she receive it with the pure true mind? Well, going back to the beginning of the story, she had pure true mind, and then she became angry because of the incident that she was involved with, and her mind changed into the mind of anger and greed and ignorance. So now, what kind of mind is she in the state in order to receive the bowl of rice? Well, actually, when she saw the bowl of rice, she covered it so that the other hungry girls would not see the rice, because she did not want to share the rice with them. Và với tâm tham như thế, cho nên cơm liền hóa lửa. Bà không có đủ phước duyên để nhận cái sự cúng dường từ vị A-la-hán đang thành tâm hướng đến bà, mà bà không nhận được. So with the mind of greed, so strong, such greed, she did not have the condition in order to receive this offer which was given to her, which was offered to her by her truly devoted son. She could not receive it. Nhưng the rice was covered with fire. Nhưng khi Ngài Mục Kiền Liên vội vàng trở về tinh xá để đảnh lễ Đức Thế Tôn, cầu Đức Thế Tôn cứu cho mẹ mình ra khỏi cảnh khổ trầm luân, thì Đức Phật đã dạy thiết lễ Vu Lan, cúng dường. So then Moggallana came back and he came to the Buddha to seek advice. And the Buddha told him to set up Ulambana celebration in order to offer food and other things of need to the hungry goats. Cái buổi lễ cúng dường này của Chư Tăng hướng đến tất cả chúng sanh trong ngày lễ Vu Lan, gồm có tất cả Chư Tăng Ni trên khắp ba cõi. Sau ba tháng ăn cư thanh tịnh, với tâm thanh tịnh, cho nên cái năng lực chú nguyện nó có một sự vi diệu hơn hẳn một người dù là A-la-hán như Ngài Mục Kiền Liên. So at Ulambana's time, all the monks and nuns in the tririum all together offered their utmost sincerity, wishes, prayers for the hungry ghost, and with the pure mind, the purest minds of the monks and nuns, and the most devotion, their will is so strong, it is so much stronger than the will of one single arhant, Moggallana. Moggallana was an accomplished arhant. He has extremely high power, but still
all the monks and nuns together, their will, their prayers are extremely powerful. À thưa đại chúng, Hòa thượng Trúc Lâm có đặt một câu hỏi để khai mở trí tuệ cho chúng ta rằng sau lễ hội, bà Thanh Đề, mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên đã được sinh về cõi trời sau lễ hội. Ai là người giúp cho bà thoát cõi cảnh ngạ quỷ để được thăng tiến lên cõi trời an lạc phước đức? So there is a question from our Grand Master of Trúc Lâm Zen tradition. Who helped Moggallana's mother to have avoided the realm of hungry ghosts in order to get to the high realm of the God's realm? Who had helped the lady? Mời đại chúng phát biểu. Mô Phật, thưa Thầy, con nghĩ là cái sự cầu nguyện, cầu chú và hướng tâm của các vị tăng đoàn, trong tăng đoàn là giúp cho bà. Nhưng mà thực sự cái phải là bà là người tỉnh thức ra được cái điều đó. Cũng giống như tụi con đến đây để học thì có cái sự giúp đỡ của Thầy để chỉ ra cái con đường, chỉ ra cái lối đi cho tụi con thức tỉnh lại. Nhưng mà nếu mà con không thức tỉnh thì con đâu có làm gì được đâu. Cho nên cũng phải là do ở cái sự giúp đỡ bên ngoài mà trợ duyên cho con để con awaken, tức là mình thức tỉnh thì mình mới thấy được cái điều đó, thì mình mới làm được cái tâm của mình nó mới thanh tịnh. Chứ nếu không có thì bà không bao giờ lên được trên cõi trời. English. Dear Master, I think that with the help of all the monks, they're just the assistant giving her the power or the value to make her awaken from the deep, you know, down hungry ghost realm. She had to be the one who received, and by herself she awakened, and from there her mind, her spirit, her soul will be released from all the hungry, the ghost side that she had in herself, and for that she be able to go to the heaven realm. Cho nên trong cái tinh thần của ngày lễ Vu Lan, thoát được cảnh khổ đau để có thể sinh về cõi an lành, nó hoàn toàn tùy thuộc nơi chính mình. Nếu mình xả được cái tâm vô minh đầy sân si chấp ngã để trở về, thì trở về này chính là trở về với tâm Phật. Thì trạng thái sống với tâm Phật chính là trạng thái an lạc giải thoát. Nên nhớ điều đó để ứng dụng trong cuộc sống. So in the spirits of the Ulambana season, we must understand that in order to let go of ignorance, anger, and greed, and living with our true Buddha nature, we will avoid suffering and we can attain happiness in our present day, in our present life. Chúng ta sẽ thấy đối với tâm mà gọi là có sắc, có nghĩa là khi mà tâm sân si phiền muộn và cái tâm an lạc giải thoát, hai cái trạng thái đó hoàn toàn khác nhau. Thành ra có vẻ như là có sắc. Câu thứ tư, một điểm viên quang sắc phi sắc. Chúng tôi đang giải thích chữ sắc. So here we are talking about form. So in the just like the last line of the taga, of the gata, the round brilliant ball has a form. Here we are talking about form. There are two kinds of form.
One is the mind of ignorance, of anger, of greed. One is the mind of tranquility, calmness and happiness. À, và tuy là nó có vẻ là có sắc như vậy đó ha, nhưng mà nó chẳng phải sắc, vì tâm vốn là vô tướng khi chúng ta trở về với chân tâm. So when we talk about these forms, we think that these two forms, but actually when we return to our true mind, then this form is actually no more form, no mind. No form, no mind. That's the state of our true Buddha nature. Đúng, với chân tâm, một điểm viên quang này, nó vốn là không có sắc. À, nhưng mà qua cái diệu dụng nó, mình tưởng chừng như là nó có sắc. Chứ thật ra nó vốn là không phải là sắc tướng, mà nó chỉ là một cái nguồn năng lượng, một nguồn năng lượng tuyệt vời từ tâm của mình tỏa sáng. So we normally think of having forms, seeing forms, but actually in our mind, if we use our, we live with our true mind, we live with Buddha nature, Buddha knowledge, then we must understand that the form is not a form, it is only a wonderful energy. And we live this with this wonderful energy in order to realize the state of the no mind, true mind. À, kết thúc buổi pháp thoại hôm nay, chúng tôi muốn nghĩ nhớ đến các vị thiền sư Việt Nam, tổ tiên Việt Nam của chúng ta bằng một bài kệ ngắn. So we remember our original, our first Zen masters in our country back home, and we dedicate a short gatha to them. Bài kệ này của Thiền sư Chơn Nguyên, ngài là trụ trì ở thiền viện chùa Long Động, ở thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Hôm nay, ngày xưa là chùa Long Động, tức là động rồng. So this is a Tathagata, this is a gatha written by Zen Master Chơn Nguyên, who was the headmaster of the temple Long Động, Dragon Cave. Bày hiện rõ ràng suốt cả ngày. So the first line means all day we arrange everything here and there. Đây là tự tánh mặc tình phô bày. This is our nature, our self nature, which displays itself. Chân thật thường hằng ứng dụng qua sáu căn để thấy, nghe, vân vân. So this is the mind which is manifested through the six senses in order to see, to hear, etc. Muôn pháp dọc ngang giác ngộ ngay. All dharmas horizontal, vertical, all will be enlightened. À, thì thưa đại chúng, đó là cái tâm Phật của mình đó, mà các vị tổ sư Việt Nam ngày xưa cũng đã giác ngộ, chứng ngộ đến chỗ này. So this is the Dharma nature, this is the Dharma knowledge, which our Zen masters of the past have achieved. À, mời đại chúng cùng chúng tôi nhận được chân tâm qua mắt. Hiện giờ quý vị có đang thấy không? Ai thấy xin giơ tay lên.
Let us all recognize our true mind through the eyes. If you recognize this, raise your hand. Yes. Và qua tai của mình. Quý vị có nghe không? And through our ears, do we hear? Và cái nghe này, cái biết nghe này là thuộc về âm thanh hay thuộc về mình? Ai nghĩ rằng nó thuộc về mình? Hai ngón tay thuộc về âm thanh thì một ngón tay để trả lời. And this hearing, does it belong in us or does it belong in the sound? Raise one or two fingers in order to answer your idea. Một là nó thuộc về sao? Hai là nó thuộc về ourselves. One, this belongs to the sound. Two, it belongs to us ourselves. Yeah, thank you. Bay hiện suốt cả ngày. Và thưa đại chúng, câu chót thôi, muôn pháp dọc ngang, là dù là có nói đông, nói tây, nói phải, nói quấy, khen chê vân vân, mặc kệ, bậc giác ngộ luôn luôn giác ngộ chân tâm Phật tánh của mình đang có mặt, chỉ thế thôi. So when display things here and there all over north south, we, if we use our true mind, if we use our Buddha knowledge, that the true mind is always true mind. Và chúng tôi xin kết thúc buổi học để chúc quý vị sẽ luôn luôn được an lạc, giác ngộ, giải thoát. And we I wish you in conclusion of today's lessons to always keep your true mind clear and bright in order to be happy and to be awakened and liberated. Và giờ này ai có thể tin mình có thể giác ngộ được, xin giơ tay lên. If you believe that you can become awakened, become liberated, raise your hand. Và mình cũng tin mình có thể giải thoát ra khỏi khổ đau, cho đến giải thoát khỏi luân hồi sanh tử ngay bây giờ. And if you believe that we can be liberated from suffering, and we can also even liberated from samsara, from the cycles of birth and death at this moment, raise your hand. Nhưng dĩ nhiên là phải luôn luôn tỉnh thức. Mê là nghiệp cũ, nó sẽ dắt mình đi luân hồi sanh tử, gặp bà Thanh Đề ngày xưa. Chứ Thanh Đề bây giờ là đã lên cõi trời rồi. Địa chỉ cũ của bà Thanh Đề ha, nếu mà chúng ta dính mắc nơi xấu trần. So if we are attached to the six senses and live in illusions, then we will see Moggallana's mother in person, but in the past, not now. Because now she has been liberated. She is right now in the God's realm. Yeah, và xin kết thúc buổi học trước khi mời đại chúng phát biểu nếu còn thắc mắc. So we are ending the lesson here. And we'll continue with questions and answers next. May our merits and virtues benefit all sentient beings. May we and sentient beings
or achieve the Buddha way. Không lìa sự khổ đau, ung dung ngay chính trong phiền não. Cực lạc đâu nào tách thế gian, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an, an nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang gắng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát. An lạc là đây ở điểm này. Khổ đau ung dung ngay chính trong phiền não. Cực lạc đâu nào tách thế gian, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an, an nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang gắng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát. An lạc là đây ở điểm này. An lạc là đây ở điểm này.